Nếu huấn luyện viên Gareth Southgate có tất cả lựa chọn tốt nhất cho vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh, hẳn ông sẽ phải đau đầu để đưa ra quyết định lựa chọn một người. Bằng cách sử dụng dữ liệu của Opta, tờ Telegraph phần nào phân tích xem ai là hậu vệ phải tốt nhất về mặt số liệu, thống kê và so sánh với những đối thủ cạnh tranh vị trí trực tiếp ở Tam Sư. Với phong độ hiện tại, cầu thủ đó là Rich James của Chelsea, nhưng những đối thủ cạnh tranh của Anh cũng có những điểm mạnh của mình. Rich James. Mùa giải này, James thi đấu rất hay cả trong vai trò hậu vệ phải lẫn wingback phải. Anh sở hữu khả năng tạt bóng vào vòng cấm cực tốt, có thể điều chỉnh vị trí của mình phụ thuộc vào vị trí bóng, với đôi khi di chuyển vào giữa sân giống như một tiền vệ. Vòng đấu đầu tiên của Premier League, anh ghi bàn từ khoảng cách 27m vào lưới Brighton với một cú sút cực căng. Sự linh hoạt về vị trí hậu vệ khi đang khoác áo Chelsea là cực kỳ hữu dụng. Nó giúp tạo ra lợi thế quân số trong các tình huống 2-1 ở cánh hoặc hỗ trợ hàng tiền vệ dâng lên bằng tốc độ và khả năng tạt bóng. Điều anh đã làm rất tốt trong mùa giải này với hai pha kiến tạo tại Premier League. Màn trình diễn của James trong vai trò wingback trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea sẽ là điều mà Southgate cần đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, James cũng có thể thực hiện các quả đá phạt trực tiếp. Tóm lại, các đặc điểm thể chất của hậu vệ 20 tuổi giúp anh trở thành trở ngại đích thực cho các cầu thủ tấn công của đối phương khi anh có sức mạnh, sự cân bằng, tốc độ để cắt bóng và khỏa lấp những sai lầm. Trent Alexander-Arnold, Liverpool. Điểm mạnh của Alexander-Arnold nằm ở khả năng triển khai, sáng tạo. Ở Premier League mùa giải này, trung bình anh tạo ra 1,63 cơ hội mỗi 90 phút, trong khi thông số đó của James là 1,29. Trong khi đó, điểm yếu của anh sẽ khiến huấn luyện viên Southgate bận tâm nhiều nhất, đặc biệt là thể chất và khả năng chọn vị trí khi phòng ngự, những khía cạnh trong lối chơi của anh mà các huấn luyện viên đối thủ thường tập trung khai thác khi đối đầu với Liverpool. Khả năng tấn công và sáng tạo đã khiến Alexander-Arnold đã trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Sau mùa giải này, chúng đã hơi sa sút một chút khi cầu thủ 22 tuổi mới chỉ có một kiến tạo sau 8 vòng đấu tại Premier League. Đóng góp của anh ở Champions League thì tốt hơn với 2 kiến tạo, nhưng đó là những chiến thắng khá thoải mái và đối thủ của Liverpool cũng không khó nhằn như các đội bóng mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò phải đối đầu ở Anh. Hơn nữa, Alexander-Arnold cố gắng thi đấu cho đội tuyển Anh giống cách anh chơi cho Liverpool, dù hệ thống và những cầu thủ xung quanh anh ở hai đội bóng là khác nhau. Trong cách triển khai, nhất là ở những tình huống phát bóng lên, Alexander-Arnold dâng cao như một tiền đạo cánh nhưng lại không đủ nhanh để khỏa lấp khoảng trống nếu quyền kiểm soát bóng thuộc về đối thủ. Bất cứ lợi thế nào từ những quả tạt và khả năng chuyền bóng xuất sắc có thể bị vô hiệu hóa một cách nhanh chóng bởi một pha phản công của đối phương khai thác việc anh không có mặt ở vị trí phòng ngự. Kyle Walker, Manchester City. Walker đã phát triển từ một hậu vệ cánh phải nhanh nhẹn, phiêu lưu thành một hậu vệ thận trọng và đa dạng hơn về chiến thuật. Anh có thể bó vào giữa sân để trở thành một trung vệ khi Man City chuyển từ sơ đồ 4 trung vệ sang 3 trung vệ. Huấn luyện viên Gareth Southgate thường sử dụng Walker ở vị trí trung vệ lệch phải vì điều này vẫn cho phép anh có thể dâng cao mỗi khi có thể, một chiến thuật tận dụng những bước chạy để sức mạnh của anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola gần đây chia sẻ về hậu vệ 30 tuổi như sau: "Với thể chất của cậu ấy thì không gì có thể diễn tả được. Nếu xét trên số liệu thống kê, phong cách thi đấu của Walker tương tự như Rich James, nhưng anh ít có những tình huống dâng cao nguy hiểm hơn và có xu hướng giữ bóng trong những tình huống an toàn thay vì triển khai thúc đẩy đội bóng tấn công. Điều đó cũng là hợp lý khi anh đang đóng vai trò thiên về phòng ngự hơn ở Man City." Sau trận hòa giữa Man City và Liverpool vào cuối tuần trước, huấn luyện viên và cựu danh thủ Roy Keane đã miêu tả Walker là một tên ngốc vì hay thường phạm những sai lầm mà đáng ra có thể tránh được. Về bản chất, anh là một hậu vệ cánh tấn công học cách thi đấu trong vai trò trung vệ. Sau ở tuổi 30, anh không để mắc sai lầm vụng về trong các tình huống nhất định như những năm trước. Kieran Trippier, Atletico Madrid. Vài trận đấu trước, Trippier thường được huấn luyện viên Southgate bố trí ở vị trí hậu vệ trái do Chilwell vắng mặt và sau đó được thuyền trưởng Tam Sư đánh giá cao. Những con số thống kê của anh ở đấu trường Champions League làm gợi nhắc đến Alexander-Arnold, nhưng trong phiên bản không quá xuất sắc. Thực chất Trippier là một hậu vệ cánh tấn công với những tình huống tạt bóng ở những quả bóng chết khá tốt. Song lý do Southgate thích hậu vệ của Atletico là những thứ bạn không thể đo lường được như kinh nghiệm và khả năng kiểm soát lối chơi. Tariq Lamptey, Brighton. Hậu vệ cánh của Brighton đã gây ấn tượng trong khoảng một năm rưỡi qua. Anh là một hậu vệ cánh tấn công bùng nổ, có khả năng vượt qua đối thủ bằng một pha bứt tốc trong những tình huống một đối một. Lamptey thích chơi dâng cao bằng những pha rê bóng, điều có thể tạo ra đột biến trong những trận cầu chặt chẽ mà đội tuyển Anh vẫn thường thể hiện và dẫn đến việc anh bị đối phương phạm lỗi nhiều, qua đó mang về những quả phạt. Điều này có thể phù hợp với lối chơi mà Southgate sử dụng,
lối chơi phụ thuộc vào sự bùng nổ của cá nhân để tạo ra cơ hội trước những hàng phòng ngự chặt chẽ. Khả năng tấn công của Lamptey thì không đa dạng như James, anh cũng không mạnh mẽ về thể chất để giành chiến thắng trong những pha không chiến hoặc đối phó với các tiền đạo cao to. Dù vậy, hậu vệ của Brighton thực hiện khá nhiều pha cắt bóng và thu hồi bóng mỗi 90 phút nhiều hơn James. Nhưng nhìn chung, khả năng tấn công vượt trội và những đặc tính phòng ngự vẫn khiến James là hậu vệ cánh tốt hơn. Aaron Wan-Bissaka, Man United. Wan-Bissaka vẫn luôn phải nỗ lực chứng minh mình xứng đáng với số tiền 50 triệu bảng Manchester United đã phải bỏ ra để chiêu mộ anh từ Crystal Palace. Nếu xét việc trước kia Wan-Bissaka là một tiền đạo cánh nhưng được đẩy xuống đá hậu vệ, thật lạ khi điểm mạnh của anh lại là phòng ngự thay vì vượt qua đối thủ ở 1/3 cuối sân. Mùa giải trước, cầu thủ gốc Cộng hòa Dân chủ Congo là người có nhiều pha tắc bóng nhất ở Premier League với 129. Wan-Bissaka không ngần ngại tung ra những cú tắc, anh sẵn sàng lao vào cầu thủ của đối phương một cách không sợ hãi để đoạt bóng. Cựu danh thủ Paolo Maldini đã từng nói, nếu phải tắc bóng tức là trước đó tôi đã phạm sai lầm. Vấn đề ở đây thuộc về quan điểm, nhưng chia sẻ huyền thoại AC Milan vẫn khá đáng lưu tâm.